Ủa con nghe mi ai đánh? À, nghe... là Sơn. Nghe mi kêu anh luôn hả? Rồi, ok. Cứu đi. Dính hai bùa chưa? Hay là dính hai bùa rồi nha. Dính hai bùa rồi nha. Dính hai bùa giờ đai lắm nha. Chạy đi đâu? Rồi, ok, tách ra bơm máu rồi ạ. Bơm ít thôi, bơm nhiều mà tốn máu. Bơm ít thôi, bơm nhiều tốn máu không anh? Ây da. Bơm nhiều tốn máu. Bơm nhiều tốn máu lắm. Trận giao tranh này mình nhấn phím ba liên tục á, đâm ra nó nhồi hết máu rồi nè mày. À, trong trận giao tranh này thì Nghe Mi là kẹp vô danh nha anh em. Nghe Mi đang chuẩn bị cho mình một kẹp vô danh. Máu lắm. Hai trưởng rồi. Một đào nữa. Gần chết kìa. Một gần đào chết nữa. Kìa. Nè không? Một đào. Trùng quá đen. Hai trưởng. Đúng quá, kẹp vô danh này lên vô danh rồi, châu vò hơn ấy chứ. Châu vò hơn ấy chứ. Dẫn nè. Giỡn nè. Nên kẹp vụ danh là cháu bò hơn ấy đó, giỡn nè. Tôi còn lo đờ. Tốn có những năm đọc tốn là tốn năm đọc là chắc rồi. Hết máu nè. Hết máu nè. Nó nè. Ô tu lóc đi, tự lóc đi. Đéo được. Đâu giữa ta, đây cái vụ dành anh đeo giữa đâu. Dành anh đeo ấy. Hết thể lực chưa? Giờ đứng yên một chỗ chưa? Giờ chịu đứng yên một chỗ chưa? Còn 15 bình có cuối này. Cuối nhưng nhấn lộn phím 3 anh em. Lộn phím 3 đúc 2 bình hết máu mất. Hết thể lực chưa? Hết thể lực chưa? Một cục bắt động nữa nè. Cục bắt động nữa nè. Không, nhóm phát hết 9 bình luôn. Ê, nhóm lộn pha. Sao hết máu mẹ rồi. Đen pha này. Hết máu mẹ Tùng Anh ơi, nhóm lộn hết máu mẹ rồi. Anh không thua Tùng Anh chọn không? Giỏi dữ trời. Nhóm lộn. Nhóm lộn hết máu. Đang gì con bùa máu gì? Ờ, đang ở con bùa máu nhóm số 3 nè. Nụ mẹ nhiên còn 12 bình hết máu rồi chứ. Mà 12 bình á, thế thì bên kia mà thủ thêm nữa là bên kia cũng thua, bên này còn 17 bình. 17 bình á. Giờ bên này mua 10 cái giải độc rồi. Gặp ai đây? Hôm nay mua 10 giải độc. Má hết mẹ ai đây? Hôm nay không có giải độc, không có giải độc. Đụng. Thôi, gặp lon mình cá cho nó khỏe không được. À, gặp chúng mấy phải kỳ quýnh khó lắm. À, chiều này tiêu lâm được các kiểu. Và đây là trận sâu nha anh em. Trận sâu thì nhỏ nấu bình thường ấy nên là không có chết được. Chúng là cái trận trước hơi bị sai lầm. Khủng này đi ra thôi. Còn khủng không? Liên đấu này nó có kéo thêm ngày không? Hay là đúng 28 luôn ta? 28 chứ có bị lỗi gì đâu mà kéo thêm ngày. Nó là 14 ngày nữa à. Ai gặp Nghe Mi Yên Thành rồi. Ma canh nhỉ? Hai anh em lại tự xử nhau à. Đâu vậy?
Như để đánh không đau nhưng mà đánh đau kìa. Đầu gốm. Người nhà mình nó đánh má đầu. Đánh với Ngami thì ai hết máu trước thì nó thua thôi em ơi. Tại vì Ngami khá là trâu. Mày hiện tại đang trang bị cặp vô danh nữa. Nó đánh thốn kinh khủng. Trận này thì Ngami vẫn còn cặp vô danh nên đánh khá là đau anh em. Trận này mình đã đỡ cái bút khiên thành số 6 á, đỡ bị khỏi bị đốt máu á. Do mình chỉnh auto đốt máu bằng số 3 á, nhóm số 3 là đốt 2 bình á. Đó, mình bút khiên lên thì bắt tử được 3 giây, khá là trâu. Có thử anh đam được ngày mười mấy nhé. Nó có mặc kháng hỏa đâu mà kinh toàn bị nó úp sọt vậy nhờ. Có con dây kháng hỏa mà. Sao mà con kinh thua con đấy là hơi lạ đấy. Trời má. Kinh lạ rồi, chết rồi. Mang gặp vô dân. Gặp thường xuyên này à? Nó 4 trận. Nói chung là bây giờ đội nào cũng thế thôi, đi chả có đội nào mà thắng tuyệt đối đâu. Mà hôm qua nó còn cầm được con đăng kiếm vào vẫn lồn 4 món luôn, 2 cái nhẫn của cái ngọc bộ. Một cái dây thuyền cái kiếm thì phải nó có 5 món, may mà thì phải nó có bút được vào bút vào vòng kiếp mình rồi. Thằng hạt méo chưa? Ơi, thằng hạt méo rồi. Hôm qua là má đánh cũng đeo gơ. Thấy người thấy anh nghe bên thằng này còn 10-14 bình máu. Thành hết máu rồi, nhìn pha đó thành hết máu rồi, không còn bình nào rồi. Thành hết máu đúng không? Còn 14 bình, 13 bình. Lý xì hôm qua luôn, cũng tầm giờ đó thì nghe mấy bên kia cũng sắp hết máu. Cố gắng gặp nhau một chịu điều ơi. Một điều nha anh em ơi. Nói chung là Ngami này Ngami cũng là dặn nó một server ấy. Hôm nay anh làm một trận. Nói chung là cũng rất là khó, nói Ngami đánh đau quá. Má cố gắng trụ máu, hôm qua nó nhắn tầm 7, uống máu hết. Nay đâu có nhắn gì đâu, đỡ auto cứ 60% bút lần, 60% bút bình máu. Trụ đam, má đam to vậy luôn. Hơn quá. Hôm qua thua cũng chặn, giờ anh cũng chặn. Anh lại nói chung là hơn rồi. Kẹp vô danh. 50-50. Quá ghét. Vô tranh quả thì có cái... ấy nữa cơ. Đây lưng. Này hôm qua gặp Sydney, gặp thằng Destiny lần nào chưa? Anh đừng nói chưa? Ôi, khắn lo nhiều quá này. Con này đánh Destiny vô tư. Kết mà có đang này ăn thua gì? Có đang ký không ăn thua không? Kiếm VIP không? À?